từ người bán ngô trở thành ông trùm bất động sản lừng danh trung quốc chìa khóa thành công của tôi nằm ở việc học phép trừ và năm thói quen này vị doanh nhân này nằm trong tam đại bất động sản trung quốc trừ ba quý ông buôn bất động sản thành công hàng đầu đất nước tỷ dân wong si người sáng lập công ty đầu tư và kinh doanh bất động sản hàng đầu trung quốc vanke được mệnh danh là ông trùm bất động sản wong si cùng với feng lun và hu Bao sen trở thành tam đại bất động sản trung quốc dù đã nghỉ hưu uy tín và kỹ năng quản lý của wong si trong giới doanh nhân vẫn rất sâu sắc Wang Si từng có thời gian kinh doanh ngô, dù chưa từng có kinh nghiệm trước đó, nhưng nhờ sự nhạy bén và am hiểu thị trường, ông kiếm được 300.000 nhân dân tệ chỉ trong 3 tháng. Nhưng bước ngoặt cuộc đời của Wang Si chỉ đến khi ông gia nhập thị trường bất động sản năm 1988. Sau 3 năm, Van Khe được niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thâm quyến. Nhiều năm phát triển, giá trị thị trường của công ty lên tới hàng nghìn nhân dân tệ. Hoạt động kinh doanh của Van Khe bao phủ hầu hết các thành phố lớn và vừa trên cả nước. Doanh số bán nhà ở trung bình hàng năm là hơn 60.000 căn, tiếp tục đứng đầu trong ngành. Bí quyết thành công của Wang Xi là gì? Bản thân Wang Xi đã từng nói rằng, chìa khóa thành công nằm ở việc học cách cộng trừ, tập trung làm một việc đến tận cùng và năm thói quen tưởng nhỏ mà có võ. Phép trừ của Wang Xi Khi mới thành lập Vanke, Xi tham gia vào rất nhiều lĩnh vực kinh doanh. Ông đã đầu tư vào ngày 28 công ty ở hơn chục ngành như đồ gia dụng, hậu cần và bán lẻ. Điểm mấu chốt là tất cả các ngành mà Wong Si đầu tư đều kiếm được tiền, vậy nên ông được gọi là ngón tay vàng. Vào thời điểm đó, Vanke và ngân hàng Standard Chartered cùng phát hành cổ phiếu hạng B khi Wong Si đang khoe khoang khoản đầu tư rộng rãi của mình. Phó chủ tịch của Standard Chartered đã dội một gáo nước lạnh vào người ông, nếu không phải tại Trung Quốc có quá ít công ty niêm yết, chúng tôi sẽ không chọn Vanke. Nếu đầu tư vào những nơi khác, chúng tôi nhất định sẽ chọn ba công ty hàng đầu trong ngành. Trên thực tế, không chỉ ngân hàng Standard Charter mà nhiều nhà đầu tư khi đầu tư vào một công ty, chỉ số cốt lõi là xem công ty đó có thể đạt được vị trí thứ nhất hay thứ hai trong ngành hay không. Bởi vì sự cạnh tranh thị trường rất khốc liệt, về cơ bản không có cơ hội cho vị trí thứ ba. Vào thời điểm đó, Vanke vẫn chưa thể lọt vào top 3 trong ngành, Wong Si đã rất xấu hổ. Sau khi phát hành cổ phiếu B, Wong Si đã suy nghĩ và bắt đầu làm phép trừ ông chủ Van Ke đã cắt bỏ tất cả các hoạt động kinh doanh khác và tập trung vào bất động sản nhà ở. Trong 20 năm tiếp theo, quân Si đã chấp nhận bỏ lỡ nhiều cơ hội để phát triển duy nhất bất động sản nhà ở. Một lần, tập đoàn dược phẩm Saniu có một mảnh đất ở trung tâm thành phố và muốn hợp tác với Van Ke để phát triển các dự án biệt thự. Tập đoàn này dành cho Wang Si những điều kiện rất có lợi sau khi bán nhà mới phải nộp tiền. Đối với các nhà phát triển bất động sản khác, đó phải là một cơ hội hiếm có và họ không thể chờ đợi nó nhưng guangxi lại từ chối với lý do vanke không giỏi phát triển kiểu biệt thự này nhờ chiến lược của guangxi vanke có thể tập trung nguồn lực vào hoạt động kinh doanh thế mạnh đạt được thành công thông qua tích lũy và nâng cấp liên tục trong thiết kế phát triển sản phẩm quản lý quy trình của công ty và chất lượng sản phẩm vượt trội so với nhiều đối thủ vanke dần trở thành số một trong ngành bất động sản trên thực tế lâu nay luôn có tranh luận về việc doanh nghiệp nên đa dạng hóa hay chuyên môn hóa Các công ty tương đối thành công có hoạt động kinh doanh chính rõ ràng của riêng họ và các công ty thực sự đa dạng và thành công thực sự rất hiếm nhiều công ty thành công có sức sống lâu bền đều là những công ty chuyên biệt chẳng hạn như apple amazon ibm microsoft pinzuzu mây những công ty này có ngành nghề kinh doanh chính rõ ràng chỉ cần nhìn tên công ty là biết công ty đó làm gì có lẽ là bởi vì lúc đó thị trường cạnh tranh không quá kịch liệt van ke sớm đa dạng hóa không mang đến công ty khủng hoảng mà là càng nhiều công ty không có như vậy may mắn nhiều công ty có xu hướng tập trung hơn ngay từ đầu, một khi công ty kiếm được tiền, những người sáng lập bắt đầu mở rộng, và họ sẽ tham gia vào nhiều lĩnh vực khác nhau, công ty thường rơi vào vực thẳm không đáy trên con đường đa dạng hóa. 10.000 giờ lý thuyết cho chúng ta biết rằng trong bất kỳ lĩnh vực nào, muốn đạt đến trình độ chuyên nghiệp thì phải duy trì 10.000 giờ rèn luyện lý thuyết, cho dù bạn là thiên tài cũng không ngoại lệ. Kiên trì học tập không ngừng, trao dồi kỹ năng thực hành, tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn nghề nghiệp. Kiên trì tích lũy lâu dài, chắc chắn bạn sẽ đạt đến trình độ xuất sắc của ngành. Năm thói quen làm nên thành công của ông trùm bất động sản. Theo doanh nhân này, việc đầu tiên mà mọi người cần làm để tăng tính hiệu quả trong công việc chính là đánh bại sự trì hoãn. Con người luôn muốn làm những việc dễ dàng, nhưng người vượt qua được sự thỏa mãn nhất thời để bắt tay làm ngay những công việc khó mới là người có thể thành công. Thói quen thứ hai của Guangxi si là rèn luyện thể chất. Ở tuổi trung niên, ông đã chứng kiến quá nhiều bạn bè xung quanh qua đời trong thời kỳ sự nghiệp của họ ở đỉnh cao nhất, nên Guang Si càng quan tâm đến sức khỏe của mình. Ông chủ Van Ke chăm chỉ tập thể dục, chạy bộ hàng ngày, thậm chí còn dành thời gian leo núi và chinh phục đỉnh Everest. Ông để cơ thể mình rèn sức chịu đựng và có khả năng thích nghi với mọi điều kiện khó khăn. Guang Si cũng rất coi trọng việc đọc sách. Một diễn viên nổi tiếng Trung Quốc từng nói, một người có thể không có bằng tốt nghiệp, nhưng anh ta phải đọc sách. Chính thói quen đọc sách đã giúp Wong Si tự do thể hiện bản thân về bất kỳ chủ đề nào trong bất kỳ dịp nào. Và khi đối mặt với những người xuất sắc trong các lĩnh vực khác nhau, vị doanh nhân này vẫn có thể tự tin trò chuyện với họ. Ông Trùng bất động sản cho rằng mọi kế hoạch trong ngày luôn nằm ở buổi sáng khi năng lượng của mọi người mạnh mẽ nhất nên Wong Si có thói quen dậy sớm. Với Wong Si, dậy muộn làm hỏng một ngày còn thói quen dậy muộn có thể làm hỏng cả cuộc đời. Thói quen cuối cùng làm nên thành công của doanh nhân Trung Quốc chính là viết viết là một cách tốt để sắp xếp suy nghĩ của bản thân tóm tắt những gì mình quan sát thành kiến thức để áp dụng đồng thời củng cố khả năng logic và tư duy theo tu tu